hướng dẫn sử dụng khóa chụp báo động chống trộm cao cấp của nhà Yoro. Đây là phiên bản ổ khóa chống cắt càng thông thường, vẫn bị trộm cắt càng khóa, cắt bạc cửa không an toàn. Sử dụng phiên bản khóa mới này sẽ bảo vệ chống cắt toàn diện luôn. Bát cửa và càng khóa sẽ nằm bên trong lồng chụp. Bát cửa càng khóa nằm bên trong lồng chụp. Ốp vào cái bát cửa chốt khóa lại. Sau khi khóa sẽ chống cưa cắt bát cửa, chống cưa cắt càng khóa, bảo vệ chống cắt toàn diện và càng dày 12mm. Đúc nguyên khói càng ngang sẽ chống đập chống đục. Và khóa có hai chế độ để khóa: chế độ báo động và không có báo động, chỉnh chìa. Xoay một bíp là khóa báo động, tiếp tục xoay hai bíp là không báo động, một bíp là báo động. Chọn chế độ nào thì rút ra ở chế độ đó, một bíp là báo động nè, rút ra là chúng ta sẽ chọn khóa chế độ báo động. Sau khi chọn chế độ báo động, khóa sẽ kêu lên một tiếng bíp lớn, nghĩa là khóa bắt đầu hoạt động. Khi đó ai đó đụng vào khóa sẽ cảnh cáo liền bằng 5 tiếng bíp. Tiếp tục đụng khóa sẽ phát báo động. Chế độ báo động thông minh sẽ tự động ngắt sau 10 giây, nếu không đụng nữa thì thôi, còn tiếp tục đụng thì khóa sẽ tiếp tục cảnh báo và báo động. Sử dụng là chìa xe hơi 16 rãnh khóa, đây là phiên bản chìa mới, bảo mật cao cho loại khóa, chống đoạn chìa và chống chìa vạn năng. Khói khóa đúc nguyên khói bằng thép chống rỉ, kháng nước nên yên tâm khóa được cả ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng, bo mạch kính không sợ bị cháy mạch báo động khi vào nước. Khóa đã lắp sẵn pin, kèm pin dự phòng. Đây là phiên bản ổ khóa chúng ta nên sử dụng chống trộm hiện nay.